Này thiện hiện, nếu khi nào đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới, cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì khi ấy đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng, nên có thể viên mãn Ba la Mật đa, vì Ba la Mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy bố thí ba la mật đa cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy Pháp không nội, cũng chẳng tư duy Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mã nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì vì Ba La Mật Đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo thì khi ấy đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn Ba La Mật Đa, vì Ba La Mật Đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.